chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Chương trình trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long và cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những người chơi trong tuần này. Xin mời diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Hey, tiếp luôn. Hey, hey. Yo. Nhanh 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 mà lẹ. Chương trình gì đây? Truy tìm hung thủ. Hắn cao thủ. Xin lỗi, mới ngủ dậy người tiếp theo. Không mệt. Hey, chết rồi. Em là Kim Anh, là Vũ Công. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi, tắt nhạc luôn đi, tắt nhạc đi. Trời ơi. Đúng rồi, anh nên thôi. Trời đó trời. Đó chính là Kim Anh, Vũ Công. Tiếp theo, diễn viên 8 triệu dân. Xin chào cả nhà. Hôm nay đã cố tình diện một bộ đồ màu đen. Nhưng mà tự nhiên vô đây mình thấy format chương trình, nhiều khi người ta là hiểu lầm mình là cao thủ xong mà loại mình trước. Em bắt đầu hiểu luật chơi rồi đó. Thật ra ở đây chỉ thấy có người màu hơn em à. Merry Christmas. Người cuối cùng ngày hôm nay rất đáng yêu đó chính là ca sĩ Sara Lu. Xin chào mọi người, mình là Sara Lu. Trước khi đến đây thì mình vẫn chưa biết là mình tham gia chương trình gì. Xe ôm vẫn còn ngoài, có muốn về luôn không? Dạ mọi người ơi, nhờ vả mọi người nha. Ba cô gái xinh đẹp có gọi là dú em hả? Ok em. Luật chơi của chúng ta rất đơn giản như sau. 4 lá thẻ quyền năng tương thích với những quyền năng như sau. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Chuyên gia loại trừ, đối với một câu hỏi trắc nghiệm, nhân vật này có thể dùng quyền năng để loại đi 2 đáp án sai nhằm nâng cao xác suất trả lời đúng của mình. Chuyên gia copy, nhân vật này có quyền sao chép một câu trả lời từ bất kỳ người chơi nào trong 3 người còn lại. Ngôi sao may mắn, nhân vật này có quyền nhân đôi số điểm cho một câu hỏi bất kỳ nếu họ cảm thấy tự tin với câu trả lời của mình. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm. Anh thí dụ như anh có làm dấu không? Không có làm dấu gì hết trơn. Dạ em thích số 3, em chọn số 3. Số 3 à, tối em cũng lấy số 3. Tại em okay. Là 3 triệu dân. Vũ ơi, giờ vũ chọn hay là chọn? Chọn, chọn luôn đi. Chọn luôn đi. Em sợ quá. Dạ. Cái nào em? Em cầm luôn nè, em đưa vú manh đi chứ. Dạ, vú. Cảm ơn con. Dạ. Trời ơi. Ủa? À. Bé vẫn chưa thấy à. Xong dạ. Này không chừng cao thủ à. Nét này thích nè. Vui đúng không? Nét hơi giả rồi. Giả rồi, vui qua đi. Vui đó. Em thì không vui anh ạ. Em xong rồi. Xong. Mỗi người sẽ có một cái quyền năng hoàn toàn khác nhau. Hãy sử dụng nó đúng lúc. Nhưng trước khi đó, chúng tôi rất là hân hoan dành tặng cho mọi người 50 điểm. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước đến vòng đầu tiên mang tên Dò Tìm. Đây là vòng Dò Tìm. Chúng ta sẽ có những gói câu hỏi như sau. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Vòng này thì chúng ta sẽ lựa chọn mỗi người một câu. Mời Vũ chọn trước ha. Vũ chọn số 1, tư duy. Vũ ơi, dễ quá à. Cái đầu Vũ, sao Vũ biết? Sao không có giải trí hát hò đồ này nọ? Có chứ, phải hát một con số có số 1 mới được mở. 2, 3 Y nhột, con số 1. Trời ơi. Số 1, câu hỏi tư duy. Hãy nhìn vào bức hình và hãy cho chúng tôi biết đây là từ khóa gì. Trời ơi. 30 giây, bắt đầu. Khoan nha. Ủa, chuột. Rồi. Từ, ủa, nó là cái gì vậy? Cái này có liên quan đến tục ngữ gì không anh? 3 giây 2 giây 1 giây dở quá. Ê, từ anh. Tôi thấy có hai người rất bình tĩnh. Để vú nè. Vú thấy là có chiếc cầu tre bắc ngang qua suối. Hey. Là cái cầu. Cái bên là một cái cây viết chì. Cái chú ve ông mặt trời miền ông cười thật tươi. Chương trình có 15 phút thôi vú. Sao con kêu vú phân tích? Phân tích vô. Thì đó cầu viết chì là cầu chì. Hay, hợp lý. Đúng chắc trời. Kim Anh có đồng tình hay không? Em thấy có mỗi cây cầu rồi cho nên là em mới ghi là cầu
này nó bằng gỗ, em nghĩ cầu gỗ. Cầu gỗ cũng được. Nhưng mà tự nhiên cái nghe vú, trời ơi, vú đúng là hiểu biết hơn con. Rồi, Tam Triệu Dân. Vì sự non nớt của mình mà em hơi chậm chạp trong lượt chơi đầu tiên này. Em thấy chữ cầu em định ghi là qua cầu lấy cây bút chì. Ồ, thành ngữ đâu lạ dữ. Qua cầu lấy bút chì. Xin mời Sarah. Thì bút chì biết là cầu chì. Câu trả lời của chương trình cũng rất là đơn giản. Chung tư duy với vú nhà em. Chúc mừng, đó chính là cầu chì. Và bây giờ xin mời Kim Anh. Câu số 2 từ gì ạ? Nếu có một con khỉ, một con sóc và một con chim cùng leo lên một cây dừa, con nào sẽ hái được quả chuối đầu tiên? 30 giây trả lời bắt đầu. Nếu có một con khỉ, một con sóc và một con chim cùng leo lên một cây dừa thì con nào sẽ hái được quả chuối đầu tiên? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Giơ tay lên. Xin mời mọi người đưa ra kết quả. Cũng là mãi đến cuối cùng thì em đọc lại thì là leo lên một cây dừa chứ không phải là cây chuối, nên không con nào hái được chuối. Kết quả của em ghi chính xác là cây dừa không phải cây chuối. Hợp lý. Tam Tiêu Dân. Em lại làm lỡ nữa rồi. Mà em định là ghi con khỉ, xong mà em nghĩ lại là cây dừa. Xong em cũng nghĩ là không có con gì hết, nhưng em không hiểu sao từ cái tai của em á. Em đánh ra con. Con sói, con sói. Phân tích được sao trả lời lại sai ta. Còn Kim Anh thì sao? Em đã ghi là thì cây dừa chứ không phải cây chuối. Vú. Vú trả lời là con khỉ. Vú tưởng tượng ra trong một khu rừng nọ có một cây chuối. Trên cây chuối có rất là nhiều trái, nhưng mà cái thân cây chuối rất là ốm yếu, và con khỉ sẽ leo lên cây chuối, và nếu mà leo lên thì cây chuối bị gãi. Chính vì vậy mà kế bên cây chuối một cây dừa, bé khỉ nó mới leo lên cây dừa, nhảy qua cây và chuối và nó chồm qua cây chuối, nó bẻ cây chuối và nó ăn trên cây dừa. Là bé khỉ là bé đầu tiên. Hiểu ý vú? Không, tại sao tôi nghĩ ra cái câu chuyện để lấp liếm. Hiểu. Câu trả lời của chương trình là cây dừa không thể có trái chuối cho nó được. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Xin mời Tam Duy Dân. Dạ, tư duy số 3. Thứ gì không cần nồi niêu, son chảo, nguyên vật liệu, củi lửa mà vẫn nấu được rất lâu? 30 giây trả lời. Nấu rất bắt đầu. Lâu á. Trời là gì trời? Phải tư duy lên. Vô. 5, 4, là xong rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dừng tay lại. Vũ ơi, nấu thứ gì không cần nồi niêu, nguyên liệu củi lửa mà vẫn nấu được rất lâu? Nấu cháo điện thoại. Trời ơi. Alo, Sô hả? À, Sô nè. Sô khỏe không? Khỏe chứ. Dạ, để Sô hả? Không, đang lẫn làm điều mà, đang trên chương trình nè. Ừ, Facebook Vũ bị mất rồi đó. Chị em dạ. Thôi em xin tô mì ạ, không hành nhá. Thôi, hết sống rồi, thôi nha. Ừ, dạ, ừ, thôi nha, ừ. Đâu cần gì đâu. Nấu hoài luôn, miễn khi nào mà nóng cái mặt thì thôi. Đáp án của Sarah là gì? Em cũng là nấu cháo điện thoại. Nấu cháo điện thoại, em đã từng như vậy chưa? Đến hơn tiếng đấy. Hơn tiếng hả? Vú bao nhiêu lâu? 15 phút là chú mệt rồi con. Rồi, Tam Triệu Dân. Đừng nói lầm lỡ nữa nha. Em để là nồi cơm điện. Vì là... Nhưng mà nó hợp lý với em thì sao? Cái nồi cơm vẫn là cái nồi. Em tưởng là nó phải mặc định vô trong, nó không được tính chứ. Không phải mình về nhà mình chơi, mình đi cũng được. Cái là cái nồi cơm điện, nghĩa là nó là một cái bậc cái nồi. Để người ta... Đúng anh chưa? Bỏ qua em được không? Bỏ qua chưa? Mời Kim Anh. Chưa kịp. Chị ghi không biết hả? Ghi chữ nấu. Kết quả của chương trình đó chính là nấu cháo điện thoại. Chúc mừng trời Lê Chú Bảo Lâm và Sarah. Quá. Chị em nghi rồi đó. Không phải đâu, nãy giờ chia làm hai phe luôn á. Phe cái gì cũng biết. Hai là phe cái gì cũng không biết. Chị vẫn biết nha. Thôi vậy một mình em hả? Tôi không lại trừ ai hết ạ. Vẫn còn một câu hỏi nữa, xin mời Sarah lựa chọn. Kiến thức dễ nhất đi anh. Kiến thức số 1. Nguyên nhân gây ra hiện tượng sóng thần là gì? 1. Gió lớn. 2. Thần biển nổi giận. 3. Động đất. Và 4. Mưa to. 30 giây trả lời bắt đầu. Ui xa, câu này ngon cơm ạ. Câu này dễ ạ. Cuộc sống mà. 5. Vẫn căng quá vậy vô. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Vũ ơi, sao căng dữ vậy Vũ? Không biết cái này con ơi. Chứ Vũ nhìn vô đây Vũ nghĩ là cái nào? Bắt đầu Vũ nghĩ là thần biển nổi giận. Bởi vì Vũ hay diễn ngày xưa đó. Nhưng mà Vũ nói tại sao lại phi lý như vậy. Rồi được. Chú chuyển qua một câu khác. Đấy là câu động đất. Những cái mà lực tác động từ cái động đất, nó sẽ phằng lên. Nó sẽ làm cho biển nhấp nhô lên. Ví dụ như mình cầm cái ly nước đi, mình chạy
đúng không? Đúng. Nước trong ly sẽ tràn 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 hay tràn quá. Tràn ra. Ông trời ông cầm cái thao biển đó. Hả? Hiểu không? Mà vợ ông quýnh ông hay sao đó ông chạy là động đất là biển nó sẽ bột ra. Bột ra. Là nó là sóng thần. Đúng rồi. Trời ơi, sóng động dễ sợ. Thật sự em nghĩ chương trình nên đi theo Vũ để có những cái đáp án mới lạ hơn. Tiếp theo, Tam Triệu Dân. Em nghĩ là mưa to. Bởi vì bao giờ mà anh thấy sóng thần á thì anh đều phải thấy là có nước. Sóng thần là nó phải có lực rất mạnh để nước biển nó cuốn lên trên cao. Mà này mưa xuống nó dập hết rồi, sao đúng có sóng rồi. Mình đừng nói gì nữa. Một sự ghi nhờ dân tràng. Em thì tại vì câu này em biết rồi, câu này đúng. Là kiến thức là em biết. Sóng thần thì là một là động đất hay là núi lửa mà ở dưới đại dương. Cho nên là em chọn phương án là động đất. Động đất, cảm ơn em. Sarah. Em chọn động đất ạ. Dễ không? Dạ dễ ạ. Cái này là em cũng đã coi rồi. Khám về động vật này đúng không? Về lại thiên tai. Cho em coi mấy cái gì mà trớ trêu vậy. Nên coi livestream của Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm thân mến, em sẽ quay trở lại với rất nhiều sự lợi hại hơn xưa. Và đừng khóc nào, chúc mừng vì đã chính xác câu hỏi này. Yay! Một người phụ nữ mặc áo đen, một cái thế lực nào không biết mang đến tới chương trình, trả lời sai từ đầu cho tới cuối. Và bây giờ sẽ là thời gian mọi người thảo luận. Thì bình thường là người nào mà trả lời đúng nhiều nhất là cao thủ đúng không anh? Nhưng có những câu mà thậm chí một người kém tư duy như tôi cũng trả lời được, nhưng có một người lại không trả lời được luôn. Thì xin được phép nghi ngờ người đó. Em là kém tư duy hơn chị luôn. Thật sự luôn á, tại vì cuộc sống của em là 20 năm là em chỉ có ở nhà, ở trường. Vậy thôi, mở nhà luôn đi, em tới đây làm chi? Ừ. Thì bây giờ là cái lúc mà em bước ra khỏi em bước như quá vậy. Em thật sự là không không như chị nghĩ. Con bé cũng mà em còn hơn thì chị nghĩ nữa cơ. Em cũng đang nghi ngờ Triệu Dân anh ạ. Chết vì rồi. Có thể là Triệu Dân đang diễn, nhưng mà hiện tại đang diễn hơi quá so với cái mức mà mình nên diễn. Hay là con bé nó không biết cái gì thiệt? Chính xác, không phải. Mọi người phải cho em thanh minh, thật sự là có một phần nào đó trong con người em nó hơi khù khờ. Thật sự là con bé nhìn cũng khá thật thà. Chị phải tin nhưng... em, thật sự là em gặp chị nhưng mấy lần ở ngoài Sarah rồi. Sarah nói cô bé là diễn viên nên em cũng... Không! Nhưng mà cái nét diễn của em chị không thấy nó giả quá hả? Đúng như chị nói, nếu mà ai mà người ta làm thật thì phải là 4 câu đúng không? Thì phải có 3 câu đúng, 1 câu sai hoặc là 2 câu đúng, nửa nửa này nửa kia. Còn rồi. Em là sai hết. Đúng chứ rồi. Chứ tỏ một điều là em không biết. Thấy chưa? Con bé nó thật thà tới mức độ mà nó tự hành xác bản thân. Em nó tìa vô. Dạ. Lột mặt nạ ra đi. Lột nó hả? Ban đầu là nghĩ bà Sarah. Chính là chị Sarah luôn á. Phải không? Nhưng mà sau khi mà tới phân tích cái bà này, bà nói càng nhiều càng lộn đó. Bà nói cái gì những trẻ em thiếu nhi đồng có thể trả lời được, bà cũng trả sai. Bà phân tích, bà dòng do, bà tự tin, bà làm đủ trò đủ màu hết. Anh nghe em nói nè, nếu em thật sự biết mà em làm như thế thì cái sự nghi ngờ của mọi người với em là chắc chắn 100%. Còn em nói anh, cái người mà em khả nghi nhất trong lòng em chính là chị Sarah. Em thấy, em để ý nha, em hay tàn lanh. Em lo của em chưa xong mà em bị liếc qua liếc lại á, xong rồi em thấy chị Sarah là mất có mấy giây thôi, nhưng mà để tay vào trong là gõ liền. Chuyên nghiệp. Chứng tỏ là cái màn hình nó phải hiện lên một cái gì đó, nó khẳng định. Wow. Không, người ta là ca sĩ bà ơi, nết na thì mị, người ta không có chà lết tụi mình, hiểu không? Sao tự nhiên anh bảo vệ một bên mà anh đè dập cái ngành nghề mình, anh kỳ quá. Sarah, em có gì muốn nói không? Thực sự là những cái câu vừa rồi rất là dễ đối với một người mà bình thường là em phản ứng rất là chậm. Nhưng mà hôm nay phản ứng nhanh chứ anh thấy có dấu hiệu. Nhưng tại sao mọi người lại không chỉ cái hướng qua bên vú nhà em? Không, vú là em nghĩ là vú có một cái kiểu như là gì sao may mắn hay là kiểu gì đấy. Chứ em nghĩ biết tốt là phải bên đây. Đây là cao thủ nè, còn đây là copy nè, cho nên copy qua đây là bên đây cũng ăn điểm. Không hề em ơi, vú thông minh thiệt em ơi. Copy cho cố lên mà phân tích không được coi như là chết rồi đúng không? Đúng. Vậy thì vú không phải chị là cao thủ. Chị hơi cảm nhận nó nằm ở phía đâu đâu bên này. Đúng rồi, bên đó đó. Bên đây là anh nè, chị thẳng qua đó. Chọn rồi. Đi, hai người này nè. Cảm ơn. Không thể ai đấy anh. Nhưng mà thật sự luôn á, em không có biết, em bị khụt khờ. Bốn người chơi của chúng ta sẽ nhắm mắt của mình lại. Mời mọi người đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Không phải anh camera của Lâm ơi. Nhắm mắt lại chị đi. Rất kịch tính nha, đừng mở mắt nha. Bảo Lâm, bạn mình chọn cho ai? Không phải em. Dân. Đâu đâu phải. Gì Tam vậy? Triệu Dân. Kim Anh. Bạn bình chọn cho chị bên đây, nhưng mà thật sự trong lòng em vẫn băn khoăn một trong hai lắm. Ba. Thật sự chị nên chị đi. Nhắm không mắt phải lại. Em, chị phải tin em. Hai. Em vẫn em khẳng định chị phải rồi rồi và rất Sarah. Rất xin lỗi Sarah. Xin mời không, các bạn. Không, mọi người sẽ hối hận đấy. Mở mắt ra. Và người nhận được sự bình chọn nhiều nhất đó chính là Sarah.
Ủa Lâm chọn Dân Tam mà. Tam Triều Dân và Kim Anh đã lựa chọn Sarah. Lê Dương Bảo Lâm được một sự lựa chọn từ Sarah. Ủa Sarah chọn anh hả? Dạ. Dạ. Vậy là con Sarah chứ ngay. Thôi tôi chân thật mộc mạc, mày đã dám chọn tôi. Chia tay nhau từ đây chấm dứt không quen nhau trong quả mạo mà cuộc tình. Thôi không sao đâu em. Em hãy về với cái hàng ghế VIP ở phía dưới. Và cuối chương trình em quay lại nhé. Ở nó về. Sarah. Em ơi, em không còn quyền nói em đi về đi chơi đi nhé. Up mic về. Trời ơi, nó cơn bé đi. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng thứ hai của chương trình được mang tên là Định Vị. Xin mời tất cả quý vị. Vòng này chúng ta chỉ có một câu hỏi duy nhất mà thôi. Xin mời. Tụi con theo kiểu giống như là lít đồng. Chúng chọn số 2 kiến thức. Lê Dương Bảo Lâm đã lựa chọn kiến thức số 2. Ốc đảo là thuật ngữ dùng để chỉ điều gì? Những hòn đảo có nhiều ốc, những cồn cá có kích thước khổng lồ ở sa mạc. Một vùng biệt lập có nước cùng với thực vật phát triển tương đối mạnh mẽ giữa sa mạc khô cằn. Những hòn đảo có sự xuất hiện của hóa thạch, loài ốc cổ. 30 giây trả lời bắt đầu. Kết quả của Tam Triều Dân là số 3. Số 3. Xin mời Kim Anh. Dạ em cũng chọn số 3 luôn. Này Vũ dùng quyền trợ giúp á. Trợ giúp gì nào? Vũ nói kệ chú đi con. Vũ có quyền diễn mà. Vũ lựa chọn phương án là gì? Vũ chọn số 3. Ba người có chung một đáp án. Kết quả của chương trình đó chính là số 3. Chúc mừng. Vậy là ngang tài. Trời sao Vũ cái nhìn em hoài vẫn gì hoài nghi hay sao á? Thật sự luôn á, đây là do cái sự may mắn. Có ai nói gì đâu giải thích. Hiển Nguyên Hình. Mệt Vũ ghê. Nè, bây giờ một là chị đồng nhất lại với em. Thật ra, sự là hồi nãy chị rất là đau lòng khi mà lại Sarah. Tại một người thì quá giỏi, một người thì quá dở. Đúng. Rồi. Cái sự chênh lệch nó rất là kinh khủng luôn. Nhưng tới câu này, cô nó đáp án thứ 3 và tự nhiên đúng nha. Không phải. Ở đây có mới 3 người mà. Em á, em không nghĩ chị. Vũ ơi, cho con một niềm tin đi Vũ. Con đang nghĩ ai? Sợ. Vũ không biết cái gì hết trơn trời. Đúng. Vũ trả lời bằng Vũ một cái niềm tin. Vũ không biết mà Vũ trả lời đâu đúng không. Còn trong khi con không biết mà con trả lời sai không thì mới đúng mà. Kim Anh ơi, anh khẳng định đó chính là cô gái đó. Em nhìn thẳng vô mắt của anh nha. Không. Nè, đừng múa rìu vào mắt thợ. Tôi thấy trong ánh mắt của cô có gì đó mà nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Nha. Đây là cái trái tim không tôi bắt đầu làm chịu dân. Anh ơi, thật sự em là người duy nhất vũ công giữa đứng giữa hai người diễn viên. Vậy em phải làm sao đây? Vũ với lại Tam Triều Dân nên loại Kim Anh đi. Loại để... không được, không được. Để cô ấy khỏi mệt mỏi nữa. Thôi quá mệt mỏi, hỏi lại tôi. Không, em nói là vì đại cuộc. Nhưng mà vấn đề là một người trả lời sai hoàn toàn, bây giờ giả bộ đúng. Một người là kể cả trả lời đại cũng đúng luôn. Trời ơi, anh ơi, trả lời anh không ngờ luôn em. Cái vòng 1, vòng 2, cái lúc nào em cũng qua anh, cái ánh mắt của em nó, ồ, Lâm hai đứa mình chung phe. Anh cũng tưởng em là người con gái chân thật đồ này nọ. Mà bây giờ cuối giờ em nở lòng nào mà em chỉ mũi tên của anh. Mọi người ơi, vô đây mà coi. Em nghĩ là anh Lâm đó. Trời ơi. Thề. Nhưng mà tại sao mọi người không nghĩ Kim Anh? Không, Kim Anh không nói. Lại tôi cho rồi đi, Kim Anh đầu quá thôi. Kim Anh cho anh nó có nói là chân thật, nói thiệt. Không cần giải thích gì hết trơn trời. Cuối cùng mà mở ra Kim Anh là cao thủ mới mệt. Thời gian thảo luận đã hết và bây giờ mời ba người chơi nhắm mắt lại. Anh là người có tuổi rồi, anh không nữa. Chị phải nghĩ đi. Ai hay live stream nhiều hơn, cái khả năng diễn xuất của ảnh. Anh thông minh lắm chị. Không có đâu em ơi. Em khô khờ thật sự. Xin mời mọi người đưa tay về phía nhân vật muốn loại ngay bây giờ. Ba, hai, một. Mở mắt ra. Ôi dồi ôi, chị và em. Và người được lựa chọn hai phiếu đó chính là Tam Triều Dân. Đúng rồi em ơi. Chị thấy ảnh chưa? Đúng rồi đó, em là sai rồi đó. Em một đoạn nhạc đưa tiễn được không ạ? Anh em được mấy lần nhờ. Không sao đâu. Dù sao thì em vẫn tôn trọng quyết định của chị. Nhưng mà em hy vọng là chị phải nhìn ra bộ mặt thật. Không phải em. Đi qua này coi luôn không? Chị thấy ảnh chưa? Thấy biểu cảm mình chưa? Ủa chưa về luôn. Chưa về luôn. Ờ phải không vậy trời? Dĩ nhiên là không rồi. Ta 1, 2, 3 Chị về đi. Thầy em
Vũ ơi, đừng sợ. Không sao, thôi thôi em ơi. Không phải Vũ nha. Tức bắt đầu có sự lật bàn. Hai nhân vật quá là giỏi đã đến với vòng cuối cùng lộ diện. Đây là vòng lộ diện và chúng ta cũng có một câu hỏi nữa thôi. Cho con chọn trước á. Con chọn số 3 kiến thức đi. Số 3 kiến thức. Số 3 kiến thức cũng là câu hỏi dễ. Trong tác phẩm Nhớ rừng của Thế Lữ, khi say con hổ uống cái gì? Ánh trăng tan, nước suối, rượu. 4. Nước chanh. 30 giây trả lời bắt đầu. Con hổ uống rượu. Trong tác phẩm Nhớ rừng của Thế Lữ, khi say con hổ uống cái gì? 1. Ánh trăng tan. 2. Nước suối. 3. Rượu. 4. Nước chanh. Thời gian đã hết. Kết quả của Kim Anh là ánh trăng tan. Em chọn ánh trăng tan nghe nó thơ á anh. Nào Vũ, ví dụ như bài văn đi. Con hổ buồn bã khui chai nước suối uống vô trong bụng, thấy nó bị kỳ, nó bị lộn xộn đúng không? Con hổ uống rượu nhậu say xỉn đánh đập vợ con, nó cũng kỳ. Con hổ uống nước chanh để giải rượu, không không đúng. Cái đó là Lâm nó uống thôi chứ đúng hổ rồi. Không uống. Chọn là ánh trăng tan, bởi sao nó rất là văn học. Ánh trăng mà nó tan ra, mình nó nhớ rừng, nó nhớ quê hương, nó nhớ cái nơi chôn nhau cắt rốn của nó. Con hổ hồi xưa đẻ trong bệnh viện hay sao, có nơi chôn nhau cắt rốn. Và đáp án của chương trình đó chính là: nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ảnh trăng tan. Chúc mừng em ơi, đó đúng không? Cứ vậy thì nghe cũng nghe hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ biết được xem ai sẽ là người có điểm số cao hơn. Ánh sáng tắt. Cho đến thời điểm này, có thể nói Lê Dương Bảo Lâm đã nắm chắc trong tay 99% cơ hội chiến thắng. Với khoảng cách an toàn về số điểm, cũng có cơ hội Kim Anh sử dụng quyền năng đúng thời điểm và chính xác, bạn cũng sẽ có những điểm số cao hơn về sau. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng Lê Dương Bảo Lâm chính là cao thủ đã ẩn mình một cách xuất sắc. Em là người duy nhất vũ công đứng giữa hai người diễn viên. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi đó, em là sai rồi đó. Nếu Lê Dương Bảo Lâm là cao thủ thì chắc chắn bạn đã chiến thắng rồi. Kết quả của chúng ta đó chính là 3 2 1. Dừng. Wow. Ui, wow. Đen bị sai rồi, làm lại. Wow. Đen bị sai rồi. Đen bị sai. Đó, đen. Là sao vậy? Wow. Kim Anh là điểm cao nhất ngày hôm nay với 135 điểm. Yeah. Và Lê Dương Bảo Lâm còn có 50 điểm. Alo mẹ, con thua rồi mẹ. Kim Anh, bạn là ai? Em là cao thủ. Wow. Ủa thiệt hả? Trời nhỏ này ghê mày. Mời Kim Anh ra giữa sân khấu. Mời Kim Anh ra đây. Chị. Mời Kim Anh ra đây. Có người của chị. Ôi ghê. Chị cũng đã từng diễn cho em rồi. Và em nghĩ là bây giờ chúng mình đừng đi gặp nhau nữa đi. Dạ rồi. Hôm nay em không bút show chị diễn nữa. Ghê thiệt. Tự nhiên sau chương trình em bị mất show kìa, quý vị thấy chưa? Em chơi rất là nhiệt tình. Nhưng em yên tâm, ngày hôm nay tôi xin thông báo bạn là cao thủ xuất sắc nhất chương trình, có 8 triệu đồng và chiến thắng ngày hôm nay luôn. Chúc mừng cho cao thủ Kim Anh, có lẽ là cao thủ chơi hay nhất tính đến thời điểm này, để được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm cuối cùng và chiến thắng với tổng số điểm là 135 điểm. Ngược lại, do đoán sai Saralu và Tam Triệu Dân là cao thủ nên Bảo Lâm đã bị trừ 45 điểm và kết thúc với số điểm 50. Thôi ghê được thiệt. Rồi đừng ơi. Mình chỉ cần biết một người thôi anh, để tập trung vô và hành hạ người đó thôi, đúng không? Bây giờ nè Sarah, em là người sao may mắn. Lê Dương Bảo Lâm copy. Bé này bởi nó nói nhiều quá, tôi nghi nó nè. Thì bởi vậy mới hôm nói. Hôm nay em may mắn là tại vì gặp hai con bé rất khả nghi luôn. Tôi xin xác định với tất cả mọi người rằng là trong cuộc sống có những người không biết gì là có thiệt. Tam Triệu Dân, thẻ quyền năng của bạn đó chính là chuyên gia loại trừ. Dạ vâng. Dạ, em có sử dụng cái này không? Dù em đã sử dụng nhưng em vẫn sai cả nhà ơi. Em có sử dụng nhưng em vẫn sai nhớ thương. Thôi không sao cả đâu. Ba người chơi còn lại, mỗi người sẽ có 3 triệu đồng mang về.